Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Kinh ngạc vũ khí Việt Nam có thể tiêu diệt xe tăng tối tân hiện đại nhất, trấn áp thế lực kẻ địch. Sau nâng cấp, tên lửa chống tăng B-72 của Việt Nam có khả năng xuyên phá 750-800mm thép đồng nhất dày đặc sau khi đập vỡ giáp phản ứng nổ. B-72 là định dạng của Việt Nam dành cho tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9M14 Mayutka do Liên Xô sản xuất, ngoài ra còn gọi là pháo lủi. Loại vũ khí này được cung cấp cho ta vào những năm 1970 trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và lập được nhiều chiến công huyền thoại. Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ sử dụng, B-72 nếu so với sự phát triển như vũ bão của giáp xe tăng thì chúng đã quá lạc hậu. Để tiếp tục sử dụng và phát huy ưu thế trên chiến trường, đòi hỏi chúng ta phải có sự nâng cấp và cải tiến. Mới đây, tổ hợp tên lửa chống tăng B-72 cải tiến đã lần đầu tiên được Tổng cục Kỹ thuật giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm Hội chợ Việt Bắc tại tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng. Mô hình tên lửa B-72 cải tiến đã cho chúng ta thấy được cách mà Việt Nam hồi sinh tên lửa chống tăng huyền thoại trên thế giới. Đáng chú ý, hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm cho thấy chúng ta đã thử nghiệm và có lẽ cũng đã trang bị phổ biến cho các đơn vị chiến đấu tên lửa chống tăng B-72 cải tiến này. Thật vậy, việc Việt Nam tiến hành hiện đại hóa B-72 đã được thực hiện từ lâu và nay là lúc chúng ta có được thành quả tuyệt vời nhất. Trước đó, trong bài viết Cải tiến tên lửa chống tăng đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại trên báo Quân đội Nhân dân đăng năm 2017, Tổng cục Kỹ thuật đã có phương án cải tiến tên lửa chống tăng thế hệ cũ B-72. Theo Quân đội Nhân dân, các tổ hợp tên lửa chống tăng bao gồm đạn và khí tài nằm trong quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và những năm tiếp theo đang được quân đội ta tiến hành cải tiến, nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật. Theo thông tin đã công bố trên báo Quân đội Nhân dân, tên lửa B-72 sau cải tiến có khả năng xuyên thép đồng nhất dày 750-800mm sau khi đã phá lớp giáp phản ứng nổ. Vận tốc của tên lửa nâng cấp lên tới 135m/giây và có khả năng diệt xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới ở cự ly từ 500-3000m. Với thông số kỹ thuật như vậy, B-72 cải tiến của Việt Nam có tính năng ngang ngửa với gói nâng cấp của một số nước như 9M14-2M của Nga, HJ-73D của Trung Quốc và Mayutka-2T của Serbia. Bản thân sức xuyên 800mm thép đồng nhất sau lớp ERA của B-72 chúng ta cũng không hề thua kém so với mẫu tên lửa chống tăng hiện đại của Nga như 9K-115-2 Medis 800mm. Quả thật đây là một điều rất đáng tuyên dương và tự hào. Về hệ thống điều khiển đạn, tên lửa B-72 cải tiến sử dụng chế độ điều khiển trực thăng bằng tay và chế độ bán tự động. Lệnh lái đạn vẫn được truyền của dây dẫn. Kiểu dẫn đường này thuộc thế hệ cũ, có nhược điểm là giới hạn tầm bắn của đạn. Tuy nhiên, đổi lại, tên lửa không chịu ảnh hưởng bất kỳ hệ thống phòng vệ gây nhiễu điện tử trên xe tăng hiện đại. Và nhất là các kỹ sư của ta đã cải tiến đường dây dẫn này khiến chúng trở nên cực kỳ chắc chắn và rất khó có thể bị cắt đứt được trong chiến đấu. Ngoài phiên bản B-72-2T, lần đầu tiên Tổng cục Kỹ thuật cũng trưng bày phiên bản B-72-2F trang bị đầu đạn kiểu nhiệt áp dùng để tiêu diệt các mục tiêu ở nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi, cũng như có khả năng phá hủy công sự, hầm ngầm, kiên cố và dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp nhẹ. Ngoài thay thế ở đầu đạn, hệ thống điều khiển và tính năng bay của B-72-2F tương đương B-72-2T. Như vậy, với những thay đổi và cải tiến mạnh mẽ như hiện nay, quân đội chúng ta đã có ngay thêm một phương án hỏa lực mạnh mẽ, gấp bội mà vẫn tận dụng được những tài nguyên cũ, tránh lãng phí trong việc mua sắm nhất có thể. Nhưng hiệu quả trong chiến đấu thì không hề giảm sút. Quả thật, không thể không tự hào với những gì mà đội ngũ kỹ sư khoa học quân sự của Việt Nam ta. Việt Nam sản xuất cải tiến vũ khí Nga-Mỹ vượt trội hơn bản gốc. Với trình độ công nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện nay, ta đã tự chủ chế tạo được tất cả các loại vũ khí cá nhân để biên chế cho chiến sĩ, cùng với đó là sản xuất nhiều khí tài hiện đại, hỏa lực mạnh, hàm lượng công nghệ cao. Hiện nay, trang bị của một tiểu đội bộ binh Việt Nam vô cùng đa dạng, đa chủng loại, đáp ứng tốt nhu cầu tác chiến trên chiến trường, tạo lợi thế mật độ hỏa lực cao và uy hiếp lớn. Trong đó, người chiến sĩ sẽ được trang bị như súng AK, súng chống tăng RPG, súng máy hạng nhẹ RPD, RPK, hoặc PKM và súng phóng lựu M79. Trong đó, đặc biệt phải kể đến là súng phóng lựu M79. Đây là loại vũ khí duy nhất không thuộc hệ Nga, Xô
Trong trang bị hỏa lực tiểu đội bộ binh của ta mà theo tiêu chuẩn Mỹ, vốn được quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng từ sau thập niên 1960. Súng có ưu điểm là dễ dàng sử dụng, hoạt động theo cơ cấu nạp hậu, vận hành đáng tin cậy, hỏa lực cung cấp mạnh, hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu bộ binh đối phương, tập kích theo đội hình đông hoặc bắn mục tiêu ẩn khuất sau vật che chắn trong tầm gần mà súng cối không thể bắn được. Đây được mệnh danh là loại súng cối cầm tay cỡ nhỏ, có tốc độ bắn nhanh và vô cùng đáng gờm. Bổ sung cực kỳ đắc lực cho tiểu đội bộ binh chiến đấu. Nhận thấy điểm hiệu quả của M79, sau năm 1975, Việt Nam đã thu được rất nhiều vũ khí chiến lợi phẩm loại này và tái trang bị cho chiến sĩ ta. Hoạt động vô cùng hiệu quả trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc. Chưa dừng lại ở đó, quân đội ta tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và cho ra đời thiết kế M79VN. Được sản xuất bởi nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dựa trên thiết kế của quân đội Mỹ. Súng phóng lựu M79 sử dụng đạn lựu cỡ 40x46mm chuẩn NATO, nặng 2,7kg, dài 731mm. Có thể sử dụng nhiều loại đạn như đạn nổ phá mảnh, đạn xuyên lõm, đạn hơi cay, đạn chiếu sáng, đạn khói. Và có tốc độ bắn khoảng 6 phát trên phút, tầm bắn 400m trở xuống. Đây là tầm bắn dưới tầm đạn cối, là một bổ sung hiệu quả cho loại hỏa lực bắn cầu vồng trên chiến trường. Đặc biệt, súng M79VN do Việt Nam sản xuất sử dụng nòng làm bằng hợp kim thép vượt trội so với nòng làm bằng hợp kim nhôm của súng M79 do Mỹ chế tạo. Điều này giúp súng có tuổi thọ nòng cao hơn, có thể sử dụng lâu hơn, phù hợp hơn với đặc thù khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam, đảm bảo nâng cao hơn nữa hệ số kỹ thuật của súng. Việc đưa vào sản xuất và biên chế đại trà súng phóng lựu cầm tay M79VN giúp cho hỏa lực tiểu đội bộ binh Việt Nam là cực kỳ mạnh mẽ, đảm bảo sức sát thương từ tầm gần cho đến xa, từ mật độ mỏng đến dày, từ bắn thẳng trực diện đến bắn cầu vồng, kết hợp đầy đủ cả chống tăng, công sự và chống bộ binh, tạo sức mạnh liên hoàn nhiều loại, nhiều lớp. Ngoài ra, dựa trên công nghệ sản xuất M79VN và các tài liệu từ nước ngoài, cùng với sự phối hợp của Viện Vũ khí, nhà máy Z125 cũng cho sản xuất số lượng súng phóng lựu ổ xoay SPL-6, súng phóng lựu 6, có sức mạnh vượt trội M79VN, hướng tới tương lai thay thế loại súng phóng lựu đã có thời gian dài hoạt động trong quân đội ta. Súng sử dụng cơ chế bán tự động với một ổ xoay có thể nạp một lần 6 đạn lựu cỡ 40x46mm chuẩn NATO đồng bộ với M79VN. Ngoài ra còn được trang bị ray Picatinny để có thể gắn kính ngắm quang học, nâng cao đáng kể khả năng tác xạ chính xác mục tiêu của súng. Tại các cuộc bắn thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng, SPL-6 đều được cho kết quả cực tốt và đang được Việt Nam hướng tới cả thị trường xuất khẩu. Bên cạnh các loại súng phóng lựu cầm tay, nhà máy Z125 cũng đã chế tạo cả loại súng phóng lựu liên thanh AGS-17VN có sức sát thương cực kỳ ghê gớm. Là vũ khí tiêu diệt bộ binh đối phương vô cùng hiệu quả, chế áp chiến thuật tấn công biển người. Súng được nhà máy phối hợp cùng Viện Vũ khí sản xuất nguyên mẫu thành công từ năm 1999 và đến nay đã đưa vào loạt đại trà. AGS-17VN sử dụng đạn lựu 30mm chuẩn Liên Xô, khối lượng 31kg, tốc độ bắn nhanh 400 phát trên phút, sơ tốc đầu nòng 185m trên giây, tầm bắn hiệu quả từ 1.700m trở xuống, trang bị hộp tiếp đạn 30 viên. Súng đã được thử nghiệm tại các buổi bắn cấp Bộ Quốc phòng và đạt thành tích xuất sắc. Có thể thấy rằng, với trình độ công nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện nay, ta đã tự chủ chế tạo được tất cả các loại vũ khí cá nhân để biên chế cho chiến sĩ, cùng với đó là sản xuất nhiều khí tài hiện đại, hỏa lực mạnh, hàm lượng công nghệ cao. Đây là bước phát triển vô cùng mạnh mẽ, một hướng đi tự chủ hiệu quả để có thể chủ động trong nguồn cung vũ khí, kiểm soát số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo hiệu suất tiết kiệm kinh tế, cũng như có thể chủ động nâng cấp khí tài, tăng khả năng tác chiến của người lính trên chiến trường.